Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp lý official kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người thì trong video ngày hôm nay kênh sẽ trao đổi với mọi người một số thông tin liên quan tới việc tiền lương hưu của người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ thấp hơn người nghỉ hưu sau cải cách tiền lương thì giải viết như thế nào nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây đã được thống nhất là ngày thực hiện tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 năm 2018 của Trung ương. Thông qua quy định theo nghị quyết số 104 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Vừa qua, tại phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã có phát biểu tại phiên họp về việc cải cách tiền lương khu vực nhà nước. Với vấn đề mức tăng lương hưu đang được nhiều người quan tâm, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội báo cáo sau khi tiếp thu ý kiến của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương, Bộ đã xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu phân chia thành 3 nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là bao gồm những người nghỉ hưu thông thường. Với nhóm này, mức tăng lương hưu sẽ được tính toán hợp lý giữa khu vực đang làm việc với người nghỉ hưu, hài hòa giữa người cùng chức vụ trước và sau ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, việc điều chỉnh lương hưu không thấp hơn 50% so với mức tăng lương sau cải cách để đảm bảo hài hòa. Còn đối không để người nghỉ hưu bị đại xa hơn, thì thổi hơn khi cải cách tiền lương. Nhóm thứ hai là bao gồm những người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 7 năm 2024. Với nhóm này, nhà nước cần áp dụng bước bù để giảm phần trên lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách tiền lương. Ngồi áp dụng chính sách bảo hiểm xã hội, những người hưởng lương theo ngân sách nhà nước khi về hưu được bảo đảm đầy đủ các chế độ như người nghỉ hưu bình thường. Và nhóm thứ ba là bao gồm những người nghỉ hưu trước năm 1995. Đối với nhóm này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sẽ có chính sách đặc biệt để đại lương hưu lên cao hơn nữa. Đối tượng này sẽ được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Chính trị, các cơ quan có thẩm quyền cho áp dụng những chính sách đặc biệt. Như vậy, theo thông tin nêu trên và theo tinh thần của Nghị viết số 27 năm 2018 của Trung ương, khi cải cách chính sách tiền lương sẽ không để đối tượng nào bị thiệt. Đối với nhóm người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, nhà nước cần áp dụng bức bù để giảm phần chênh lệch lương hưu giữa lương hưu của người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương. Hiện nay chưa có thông báo hay văn bản chính thức về mức tăng lương hưu cụ thể. Chính phủ sẽ có văn bản điều chỉnh mức lương hưu phù hợp khi cải cách tiền lương, đảm bảo cân đối, không để đối tượng nào bị thiệt thòi cả trước và sau cải cách tiền lương. Căn cứ tiểu mục số 3, mục 2, nghị quyết số 27 năm 2018 của Trung ương, thì bản lương mới khi cải cách tiền lương sẽ được xây dựng dựa trên 5 yếu tố như sau. Thứ nhất là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bản lương mới. Thứ hai là thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ không áp dụng bản lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này. Thứ ba là xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công, làm mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp, bậc 1, không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động và đào tạo trong khu vực doanh nghiệp. Thứ tư là mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cộng với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của nhà nước. Và cuối cùng là hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với công chức, viên chức phù hợp với quy định của bảng lương mới. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về việc tiền lương hưu của người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu thấp hơn người nghỉ hưu sau cải cách tiền lương thì giải quyết như thế nào? Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hay những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.